Vừa qua tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thuộc chức năng nhiệm vụ của hai bên. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng đồng chủ trì. Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hương cho biết, để cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng về phát triển công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản gửi các địa phương, quán triệt các nội dung nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy mục tiêu phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu, hóa chất và xác định một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu để đảm bảo tính đồng bộ trong công tác phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan thứ trưởng cao quốc hưng đề xuất bộ kế hoạch và đầu tư cần xem xét ưu tiên xử lý các vấn đề liên ngành liên vùng liên tỉnh để tích hợp giữa quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp nền tảng công nghiệp hỗ trợ với phát triển kinh tế xã hội đồng thời phối hợp xây dựng đồng bộ hệ thống các nguyên tắc tiêu chí ưu đãi thu hút đầu tư fdi làm căn cứ lựa chọn đồng bộ để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên công nghiệp nền tảng có lợi thế cạnh tranh tác động lan tỏa cao đến các ngành kinh tế khác Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc hai bộ đã trao đổi các vấn đề vướng mắc trong công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, công tác thống kê cũng như trong thực hiện luật đầu tư, luật quy hoạch, luật đấu thầu. Cùng với đó, hai bên cũng thảo luận tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác quy hoạch, phát triển doanh nghiệp và cơ chế chính sách của một số ngành công nghiệp trọng điểm phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cho rằng trong thời gian qua bộ công thương và bộ kế hoạch và đầu tư đã có sự phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước phối hợp trong vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế phát triển kinh tế tư nhân thu hút đầu tư nước ngoài phát triển công nghiệp và thương mại thời gian tới hai bên cần thống nhất các chương trình phối hợp tiến tới xây dựng một thỏa thuận hợp tác bộ trưởng nguyễn hồng diên đề xuất bộ kế hoạch và đầu tư quan tâm đến các yếu tố hỗ trợ ngành công thương thực hiện tốt dự án xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhất trí cao với những ý kiến đề xuất của Bộ Công Thương, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ việc xây dựng thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ nhằm tạo thuận lợi hơn cho quá trình theo dõi, đôn đốc thúc đẩy hợp tác cùng hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Về vấn đề hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng đây là một vấn đề rất lớn. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất hai bên cần tăng cường phối hợp, trao đổi để nâng cao năng lực sản xuất Tốt, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành công thương nói riêng và cả doanh nghiệp cả nước nói chung. Trước mắt, hai bộ trưởng nhất trí giao cho các đơn vị chức năng hoàn thiện nội dung trao đổi tại buổi làm việc để tiến tới xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa hai bộ.